Yomos Việt Nam Free Fire League Winter 2021 Race Above vươn tầm cao mới. Giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của Free Fire Việt Nam đã trở lại với tên gọi cũng như diện mạo mới Yomos VFL Winter 2021 với tagline Race Above. Nơi đây là đấu trường quy tụ những đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng cạnh tranh cho chức vô địch, sự vinh quang và giải thưởng có giá trị cực lớn. VFL là giải đấu mới thay thế cho đấu trường sinh tồn trước đây, hứa hẹn góp phần nâng cao sự chuyên nghiệp và chất lượng hệ thống giải đấu eSports của Free Fire Việt Nam. Yomos VFL Winter 2021 được tổ chức vào cuối tháng 8 năm nay, có tổng giải thưởng lớn nhất trong lịch sử Free Fire chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với việc tiếp tục nhận được tài trợ của Yomos, tổng giá trị giải thưởng của giải đấu đã được nâng lên mức hơn 4 tỷ đồng. Con số này đã tự phá kỷ lục trước đó là 2,5 tỷ đồng của Yomos đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021. Yomos luôn là nguồn năng lượng thiết yếu giúp các tuyển thủ tràn đầy sức sống để có được thể trạng tốt nhất trong mọi buổi tập luyện và thi đấu. Nhờ đó, các đội hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài bùng nổ và tận hưởng khoảnh khắc sống hết mình. Buya, một cảm giác rất Yomos. Yomos VFL Winter 2021 chính thức khởi tranh vòng bảng từ ngày 20 tháng 8, trong khi trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10. Trong mùa này, vòng bảng Yomos VFL Winter 2021 quy tụ 18 đội tuyển chuyên nghiệp xuất sắc nhất tham gia so tài ở hai giai đoạn, lượt đi từ ngày 20 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, lượt về từ ngày 24 tháng 9 đến mùng 10 tháng 10. Họ sẽ tham gia thi đấu vòng bảng trong vòng 6 tuần, mỗi tuần 3 ngày thi đấu từ thứ 6 tới chủ nhật để tìm ra 12 cái tên xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết. So với Yomos đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021 ở VFL Winter 2021 thì giai đoạn playoffs đã bị loại bỏ. 18 đội tuyển vòng bảng được lựa chọn như sau: Top 6 Yomos đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021, Top 2 chung kết VFL Serie B Winter 2021, Top 10 vòng thăng hạng Yomos VFL Winter 2021. Để tăng thêm tính cạnh tranh cho giải đấu, các đội tuyển ở vòng bảng cũng sẽ nhận được phần tiền thưởng tương ứng với thành tích thi đấu của mình. Đội tuyển có điểm số cao nhất lượt đi vòng bảng sẽ đem về cho mình tới 100 triệu đồng tiền thưởng. Và tương tự với giai đoạn lượt về, đội tuyển vô địch Yomos VFL Winter 2021 không chỉ có được cho mình chiếc cúp danh giá, mà còn giành được tới 750 triệu đồng tiền thưởng. Bên cạnh đó, với sự tài trợ của Yomos, các đội tuyển, cá nhân có thành tích thi đấu xuất sắc cũng sẽ nhận được phần thưởng cổ vũ xứng đáng. Cụ thể như sau: tổng cộng 180 triệu đồng tiền thưởng cho 18 ngày thi đấu là số tiền các tuyển thủ ở vòng bảng nhận được từ giải Yomos Team of the Day. 10 triệu đồng sẽ dành cho màn trình diễn hay nhất mùa giải. MVP của tuần cũng sẽ nhận được 10 triệu đồng với tổng cộng 60 triệu đồng cho 6 tuần thi đấu. Yomos MVP của vòng bảng sẽ đem về 20 triệu đồng tiền thưởng. Trong khi đó, Yomos MVP chung kết sẽ nhận được World Cup cùng 50 triệu đồng. Yomos VFL Winter 2021 với sự đồng hành của nhãn hàng Yomos hứa hẹn sẽ đem tới cho người xem những màn so tài kỹ năng mãn nhãn nhất giữa các tuyển thủ Free Fire chuyên nghiệp tại Việt Nam. Việc đẩy mạnh các nội dung eSports chuyên nghiệp xoay quanh giải đấu Yomos VFL Winter 2021 cũng sẽ góp phần nâng tầm cho Free Fire Việt Nam, vốn đang gặp những khó khăn nhất định với những nội dung kém chất lượng, thậm chí có phần phản cảm trên mạng xã hội. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.